Hương Tràm bất ngờ khoe ảnh siêu âm đúng sinh nhật. Chuyện gì đang xảy ra? Mới đây, sáng ngày 15 tháng 5 giờ Việt Nam, đúng ngày sinh nhật của mình, Hương Tràm khiến mạng xã hội dậy sóng khi khoe ảnh siêu âm kèm dòng status, nhưng ngầm thông báo đã chính thức bước sang thiên chức mới sau 2 năm sang Mỹ du học. Trên trang cá nhân, Hương Tràm chia sẻ, tình yêu từ mọi hình thức khác nhau, nhưng chị có một tình yêu vô điều kiện. Theo netizen, tình yêu vô điều kiện ở đây chính là tình mẫu tử. Dễ dàng nhận ra tay của người cầm giấy siêu âm có hình xăm giống hệt vị trí và kiểu dáng chia tay Hương Tràm, nên nhiều người cho rằng đây có lẽ là dấu hiệu thông báo tin vui đến từ phía chính chủ. Tuy nhiên, không ít người cũng đặt ra nghi vấn rằng Hương Tràm đang nhá hàng hình ảnh trong MV ca nhạc mới. Hiện tại, dân tình đang chờ lời xác nhận chính thức và rõ ràng đến từ phía nữ ca sĩ. Còn nhớ, vào giữa năm 2019, trong lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, Hương Tràm bất ngờ thông báo sẽ tạm giải nghệ để sang nước ngoài du học và cân bằng lại cuộc sống sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz. Trong suốt 2 năm ở Mỹ, Hương Tràm có cuộc sống rất yên bình và kín tiếng. Thỉnh thoảng, cô sẽ đăng ảnh đi ăn uống, du lịch và được khen ngợi ngày càng trẻ trung, xinh đẹp. Đáng nói nhất, trong 2 năm qua, Hương Tràm chưa từng hé lộ về nửa kia cũng như chẳng nhá hàng chuyện hẹn hò, nên cô đăng ảnh siêu âm như ngầm thông báo mang thai khiến dân tình ngỡ ngàng. Thông báo tạm rời xa showbiz để sang Mỹ du học, Hương Tràm từng khiến người hâm mộ tiếc nuối bởi sự nghiệp đang trên đà thăng hoa. Mặc dù được đông đảo công chúng ủng hộ, nhưng nữ ca sĩ cũng gặp không ít ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng lý do mà Hương Tràm rời Việt Nam du học và tạm dừng hoạt động nghệ thuật chưa hợp lý. Hàng loạt nghi vấn về mục đích của nữ ca sĩ sang Mỹ liên tục được đặt ra. Nhiều người đồn Hương Tràm âm thầm sang nước ngoài sinh con. Mặc dù cố gắng xóa tan tin đồn bằng hàng loạt hành động cộng đồng, thỉnh thoảng xuất hiện với clip ca hát, nhưng giọng ca sinh năm 1995 không tránh khỏi những ngờ vực từ cộng đồng mạng. Thời điểm đó, Hương Tràm cho biết cô vô cùng bức xúc trước những lời biện đặt vô căn cứ của một số người. Cô nói, tôi đang làm chương trình thiện nguyện hướng về miền Trung cho các bạn học sinh tại Mỹ xa quê. Thật sự tôi không thể mất thời gian cho những thứ vô nghĩa này được. Dân mình thì đang lũ chồng lũ, bão chồng bão. Sao con người ta có thể vừa vô tâm, vừa có thể ác với nhau vậy? Ngoài ra, Hương Tràm cũng cho biết, với tin đồn thì có lẽ tôi đủ khả năng để nghe tai ngoài và tai trong điếc như nhau. Tôi cũng vào nghề được 7 năm rồi, không mới lắm. Bên cạnh các hoạt động gây quỹ từ Mỹ, Hương Tràm còn dành thời gian trau dồi chuyên môn cũng như tập hát với học sinh. Hương Tràm giờ đây sống đúng với tuổi 26, cô được khen ngợi ngày trẻ trung và luôn dồi dào năng lượng. Thậm chí, sau nhiều năm lăn lộn trong showbiz, chính Hương Tràm cũng thừa nhận đến hiện tại cô mới được sống là chính mình. Trên trang Instagram cá nhân, Hương Tràm thỉnh thoảng mới khoe ảnh diện đồ hiệu, nhưng rất chăm chỉ đi du lịch vi vu khắp nơi ở Mỹ. Được biết, Hương Tràm vẫn nhận những show ca hát phù hợp ở Mỹ để có chi phí trang trải cuộc sống và lo cho việc học. Nhìn chung, cuộc sống của Hương Tràm trong 2 năm qua rất bình yên và kín tiếng trước khi bị gọi tên vào loạt lùm xùm trong showbiz Việt.